Đồ gỗ Linh ơi, trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hiện tại đang là buổi trưa của ngày 19 tháng 6 năm 2021 dương lịch. Hiện tại chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại cơ sở sản xuất đồ gỗ đồ thờ Linh Hương, chuyên sản xuất các loại mặt hàng liên quan đến đồ gỗ đồ thờ. Và trong video clip lần này, Linh Hương xin trân trọng giới thiệu cũng như báo giá công khai đến quý vị và các bạn bộ cửa võng ngũ phúc hóa mai do cơ sở Linh Hương chúng tôi trực tiếp sản xuất, chất liệu bằng gỗ gõ đỏ của Nam Phi. Thì bộ cửa võng này của chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của gia đình chú Quynh ở tỉnh Lâm Đồng. Thì hôm nay đang là buổi trưa của ngày 19 tháng 6 năm 2021 dương lịch, thì chúng tôi vừa kịp hoàn thiện xong phần mộc bộ cửa võng ngũ phúc hóa mai do cơ sở Linh Hương chúng tôi sản xuất. Hàng chúng tôi làm theo yêu cầu của gia đình chú Quynh ở tỉnh Lâm Đồng. Thì theo yêu cầu của chú thì chiếc cửa võng này của chúng tôi là dài 2m70 và hàng dày 5 phân và tổng đuôi là 1m75, bụng xa 67, chất liệu là hoàn toàn bằng gỗ gõ đỏ của Nam Phi. Thì hôm nay đang là buổi trưa của ngày 19 tháng 6 năm 2021 dương lịch, thì cơ sở Linh Hương chúng tôi vừa kịp hoàn thiện xong phần mộc, thì chúng tôi quay video clip trân trọng gửi đến chú cũng như giới thiệu đến quý vị và các bạn mẫu cửa phóc, mẫu cửa võng ngũ phúc hóa mai do cơ sở Linh Hương chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của gia đình chú Quynh ở tỉnh Lâm Đồng. Thì tôi xin quay những đường nét chi tiết cho quý vị và các bạn tiện tham khảo. Đây thì trước mắt quý vị đây là chiếc cửa võng, chất liệu hoàn toàn bằng gỗ gõ đỏ dày 5 phân, dài 2m7, tổng đuôi là 1m75 và bụng xa 67, chất liệu bằng gỗ gõ đỏ của Nam Phi. Hàng chúng tôi đục kênh bong vô cùng sắc nét, hoàn toàn là đục thủ công bằng tay, hàng rất là đẹp. Thì đây là chất liệu là bằng gỗ gõ đỏ của Nam Phi đây. Hàng chúng tôi là vừa mới xong phần mộc, thì hôm nay là chúng tôi quay video clip này để giới thiệu đến quý vị và các bạn mẫu cửa phóng ngũ phúc hóa mai làm theo đơn đặt hàng của gia đình chú Quynh ở tỉnh Lâm Đồng. Đây là một mẫu cửa võng cũng có thể nói là rất là đẹp. Trên thị trường hiện nay thì cơ sở Linh Tương chúng tôi là mẫu mã là không giống bất cứ một cơ sở nào, vì chúng tôi là cơ sở sản xuất trực tiếp, mẫu là chúng tôi tự vẽ, không giống bất cứ một cơ sở nào. Thì đây quý vị đang thấy trước mặt đây, đây là hàng ngũ phúc hóa mai, chất liệu bằng gỗ gõ đỏ, hàng dày 5 phân. Thì phần sau của video thì tôi cũng sẽ báo giá công khai. Thì cơ sở chúng tôi thì luôn luôn công khai giá cả đến quý vị và các bạn tất cả những mẫu mã cũng như sản phẩm do cơ sở chúng tôi sản xuất, từng loại gỗ. Thì trước mặt quý vị đây thì hôm nay là buổi trưa ngày 19 tháng 6 năm 2021 dương lịch, thì chúng tôi làm xong bộ cửa võng này, chất liệu bằng gỗ gõ đây, hàng dày 5 phân, đục hoàn toàn thủ công bằng tay, rất là đẹp. Hàng làm cho vị khách ở tỉnh Lâm Đồng. Thì chúng tôi cũng vừa xong phần mộc thôi. Quá đẹp, không có gì phải bàn cãi về chất lượng của sản phẩm cả. Vì cơ sở chúng tôi đây là hàng đục hoàn toàn thủ công bằng tay, các bạn đang thấy đây, chập nổi rất là cao, đục rất là đẹp. Chính giữa đây là chiếc chữ thọ này. Và tôi cũng xin báo giá công khai đến quý vị và các bạn. Thì bộ cửa võng này thì chúng tôi đang làm cho gia đình chú Quynh ở tỉnh Lâm Đồng với giá là 10.800.000 một mét chiều dài, hàng gỗ gõ đỏ dày 5 phân, đục hoàn toàn thủ công bằng tay. Thì quý vị nào đang có nhu cầu về bộ cửa võng thì hãy liên hệ với cơ sở Linh Hương chúng tôi theo số điện thoại 0979876444 hoặc 0987023214. Cũng có thể đến trực tiếp cơ sở đồ gỗ đồ thờ Linh Hương chúng tôi để được chúng tôi tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của quý vị và các bạn. Thì tôi cũng xin nhắc lại là bộ cửa võng này của chúng tôi là dài 2m70, tổng đuôi là 1m75 và bụng là xa 67, chất liệu là bằng gỗ gõ đỏ dày 5 phân. Thì cơ sở Linh Hương chúng tôi đang
hoàn thiện, bàn giao cho chú là 10.800.000 một mét chiều dài. Và vận chuyển vào khu vực phía Nam thì quý khách sẽ phải chịu 50% cước phí, còn lại thì cơ sở Linh Hương chúng tôi sẽ chi trả. Còn ở khu vực phía Bắc thì chúng tôi sẽ miễn phí 100 km lắp đặt hoàn thiện tại nhà quý vị và các bạn. Và tôi cũng xin dừng video clip này tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo.